Đường này nó phải phóng giống y như bên kia chứ. Chưa đổ dốc mà. Chưa đổ dốc con à, cái nhà chú này là ok, mình biết là nhà nó. Thì vô lúc con hỏi con nó ba thằng lấy vô cái nhà này con sửa gì đó. Làm lương này bên cái đường sao nhỉ? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
không à, tới vô trong đó là làm biết rồi, ngã ba nó vô có cái cầu, không biết bữa nay còn cái cầu không à. Đây đó mình đi chụp hình chụp ảnh mà mình biết rồi, có một bạn em có một bạn ở trong này nữa. Ủa mình mới bị ra hết chứ làm. À, té bật ngửa ra.
nó chỉ mới chụp hình vậy à. Đổ một bị thuốc này vô cái son, rồi đổ một xị rượu vô, rượu trắng rượu thường đó nha. Đổ nguyên có... một cái bịch đó vô cái son ha. Đúng rồi. Son nó lon thì cũng được, nói chung nấu được là được. Thì bỏ một xị rượu vô, trộn cho thuốc lỏng đây nha. Xong bắt lên bếp nấu cho sôi cho keo lại vậy nè. Nấu cho thuốc nó keo hết nước là được ha. Dạ, keo hết nước luôn. Thì ý mình nấu cơm vậy đó ha. Nè, theo dịu vậy nè. Dạ. Nếu mà không có rượu thì lấy nước lạ cũng được. Nhưng mà rượu thì tốt hơn ha. Nếu mà chịu rượu thì tốt hơn, còn có người không chịu rượu, có người nó thì nó lạnh hơn, có người bỏ rượu thì nó lại dưỡng. Vì gì? Không tiền thì cái da người. Vậy là ấy mình phải thử trước một lần. Không, mỗi nước lạnh vẫn ăn còn. Cái thuốc này là mình đang làm nước lạnh hay? Nước lạnh. À nước lạnh. Về bỏ nước lạnh vẫn được đúng không? Dạ. Rồi khi nào nấu xong á mình múc vô trong này nè. Dạ. Trong túi này nè. Đó, giờ mình lấy cái muỗng trắng mỏng ra trong đây ha. Dạ. Trắng sơ sơ cũng được. Xong xếp bằng lại rồi về cái mặt lại cho đều ha. Nó làm xong hết á rồi để thuốc ấm ấm bỏ vô cái sườn nha. Mình nấu xong á là mình còn nóng mình cứ múc ra làm vô. Làm xong là nó ấm ấm là bỏ vừa đó vậy thôi ha. Không nhớ là chỉ cho số điện thoại có gì mình quên điện lên ha. Rồi chú bên điện bên nào cũng có điện thoại chú đúng là đang dán gỡ cái miếng dán cao quá. Con lấy sợi táo qua phòng phòng mà hà táo in coi đó. Đúng rồi. Nó hầm á. Mình để lâu nó sòng ra. Này cái này hôm bữa dán cách đây 3 ngày. Lúc đầu thì nó đỏ đỏ hướng dưới dài bữa lại nó sồng lên. Còn cái này là mình ăn hôm nay có tiếng nha, ăn nay nếu mà mình ăn buổi sáng thì tới chiều thì chúng gỡ ra được rồi để chống vậy đi tới sáng hôm sau mới tăng lại. À có nghĩa là không phải mình tăng cả ngày ha, vì có nghĩa là mình tháo ra mình tắm rửa được ha, mình để chống rồi tới hôm sau mới tăng lại. Là sáng sáng mình đăng xong thì rồi mà, khoảng có nghĩa là cách mấy tiếng không anh hay sao? Khoảng 7-8 tiếng trở lên thôi thì vấn đề là bao nhiêu đâu để 15 tiếng nữa. Cỡ 8 tiếng trở lên đi. Cỡ 8 tiếng trở lên, dạ. Rồi xong mình tháo ra rồi mình sinh hoạt bình thường. Sinh hoạt bình thường, không đau là được rồi. Bắt đầu mình tiếp ngày mai mình tăng lại. Dạ. Cái này mình có cử động. Nếu mà không đau mình có hoạt động bình thường, sợ là mình đau thì mình hạn chế lại cái tăng đó. Là ho, là đau nhiều không ổn. Ho là phải nó phải đau rồi nó uống. Thì nếu mà mình không muốn băng ngày thì mình băng buổi tối cũng được. Tối băng là nửa tới sáng gỡ ra. Nếu mà ngày băng thì đêm không có băng, thì đêm băng thì ngày băng ha. Dạ. Mình biết ăn ngày hay đêm là tùy mình ha. Cái ngày bó mình thôi. Chú đứng lên, chú này bó. Đau ngày nay nhiều ha. Đó nó đẹp. Nóng lắm không chú? Ấm ấm đắp vô nha. Đó mình đắp hai cái eo này. Còn các thì mình không có ship không đâu. Nhưng mà mình sợ nó dâng, mình thấy trắng cái gì đó, mình lót lại cho nó đỡ chảy ướt nè. Có cái nồi mình bỏ thì nó luôn từ khi được. Không, mỗi lần bó là khi nào bó khi đó mình mới nấu nấu sẵn à. Không không, nấu sẵn nó hư hết thuốc nha. Tại đây là băng sáng đến tối á, cho nên chỗ con mới nấu sẵn nồi. Rồi cái này mình băng nhẹ nhàng bình thường không có cần chặt không? Dạ. Nhưng mà mình thấy mà nó khó chịu, nó đau tức quá thì mình nới lỏng ra nha. Nếu nó chặt quá nó cũng đau cái sườn lắm á. Dạ. Cái này bó vô vậy nó có dị ứng ngứa hay gì không? Không đâu, kiêng cự tốt là nó hư ngứa đâu. Nấu ăn nó đừng ăn kiêng ớt rồi. Được nhà là được không?
thấy gà bò hải sản là không ăn, ăn vô là nó nhức lắm á. Thấy chưa, con nói nguyên ngày không thịt, thịt vịt thôi. Qua giờ ăn gà liên tục, ăn gà vô càng ăn là tối nó càng nhức thêm. Cái này chỉ khi nào mà ho thì nó mới mình thường thôi. Với lại mình ăn tiêu, ăn ớt, ăn gừng thì mấy đồ nóng nó ăn nó nướng nha. Dạ, à tiêu ớt gừng ăn. Có gì cái điện thoại thôi là được. Thay mà thế đâu vậy? Thay ở nhà thay luôn. Nhà mình thay luôn. Ờ, thay hàng ngày mà. Nhà mình thay hàng ngày. Giờ gì lấy cho con nguyên tháng luôn. Rồi chứ đi ra đi vô rồi ở Phan Thiết. Em vô vô kiến một ngày. Cái bị hồi nãy có phân ra chưa con? À một lần như vậy ha. Có số điện thoại trong đó luôn em. Cái này dược thảo hết á nè. Cái này dược thảo. Để anh hỏi em lần nữa để cho kỹ, tại vì mình ở xa. À, cho nên là bây giờ là anh em tới đây đó là cái nhiệt tâm là nghe giới thiệu chỗ anh Hải phải không? Dạ dạ. Rồi đó, cho nên là mình nhờ anh em đưa đến đây để trị cái xương xương. Dạ. Thì theo anh Hải là quá trình như thế này mà để băng thuốc thì anh thấy được thời gian mà một tháng thì nói chung là nó có một cái tính chất đảm bảo với cái thuốc này. Dạ dạ, thường là một tháng người ta lành nè. À vậy hả? Dạ. À, nói đúng chung là mình làm theo cái chu kỳ. Dạ dạ dạ, nó đúng tháng là nó lành. Rồi. Còn trẻ thì nó còn được, còn nhanh. Trẻ thì có người có 20 ngày đã lành thôi. À. Nhưng mà lớn tuổi xương cốt hơi chậm hơn. Ừ. Dạ. Nói chung là nghe anh em bạn bè giới thiệu ở Bắc Bình này. Dạ, dạ. Cho nên là Phan Thiết mình cũng ra đây để gặp anh. Dạ dạ dạ. Vậy là nếu có gì thì mình sẽ hỏi anh thêm. Dạ dạ nha. Dạ, dạ. Rồi, trong giấy có số điện thoại, cái nào không nhớ chứ gì. Rồi. Rồi, cảm ơn Hải nhiều dạ, nha. Dạ dạ dạ. Ủa cho nó lộng giống mình nấu cơm vậy đó. Nói chừng nấu cho nó sôi lâu, nó nhừ nó mới ra thuốc. Chứ đừng có đổ ít quá. Không ra thuốc. Đừng có đổ ít quá nha. Đổ thì nó trên một xíu chứ đừng có nhúng một xíu. Vì vậy khi nấu để cho nó xếp lại thôi ha. Nấu cho nó sôi lâu nó mới ra thuốc. Mình nó sôi quá keo keo rồi nó xếp lần lần là keo cái này là nó mới dẻo. À, chứ không biết nước quá là nó đặc quá nó không ra được, nó bợn bợn khó tải. Vậy là để nó xếp lại giống như là như nãy y như nãy. Dạ dạ dạ. Nấu nó keo lại như một năng vậy. Như vậy là để hẩm hoặc là đỡ nguội mình vẫn làm được ha. Dạ nói chung mình tải nóng lên luôn mà hay ấm bón cho nó hút. À. Đừng để nó nguội quá. Nhưng mà nó phải ấm ra đều luôn. À, nó phải ấm, đúng dạ, rồi. Đúng rồi, hơi ấm á. Bỏ vô cho nó rút vô. Bỏ vô nó hút vô đi, nó màu hết đầu hơn là cái gì chịu. Nấu trong thời gian là bao lâu nó mới sánh được vậy? Thời gian đó. Không hả? Dạ dạ. Do lửa nhưng dạ, mà mình phải để lửa vừa phải thôi. Dạ dạ dạ. Nó dạ. Lửa lớn nhỏ. Rồi à, thôi cảm ơn dạ, nhiều dạ, nha. Dạ dạ dạ. Rồi đi về nha. Dạ dạ dạ. Chú trai chú bố này. Lúc nào không bó thuốc thì khoai lên. À là cái này ha. Dạ cái này nè. Đỡ đau nhất lắm. Là đi băng cái này xong. Dạ sự giờ này băng đi tới sáng mai tháo đi.
Dạ. Sáng mai tháo, chiều mai mới băng lại. À, dạ. Vậy ha. Dạ, tới sáng tháo. Mình tháo ra thì mình để thoáng vậy thoáng này, này. À, thoáng bóp lên. Dạ. Dạ. Ai cứ vẫn được hết luôn. Dạ, đâu giúp từ lưng đâu khớp rồi thoa đỡ lắm. Rồi, đây, cảm ơn Hải nhiều nha. Dạ, dạ. Thank you.